Em nói là cô đơn này được kiểm hàng, nếu mà không lấy thì thu 30 ngàn tiền ship, và cô nói là khỏi coi luôn, khỏi đem về đi. Thí dụ nó về nó phạt con sao, nó không cho thử mà. Cô biết rồi mà cô vô thử thì... Dạ, thà nó không mua con khỏi đi đúng giao. Rồi, đúng rồi. Mẹ quay đâu dễ người ta mới nhắc người ta. Con quay khó mà đâu nhớ lần hai. Tên cửa hàng thời trang gì đó. Trang gì tiếng tên? Anh đó con đâu biết đâu. Ta nói gì cái shipper ta đi tiết chỗ rồi không lẽ tụi người ta mang về thí dụ đi. Dạ không, không thử là không lấy tụi con đem về à, đâu đi đâu tội nghiệp. Rồi vậy là không đúng màu hay sao? Không đúng màu. Rồi không đúng màu rồi để đó con gọi luôn cô khỏi lấy ra. Lát con phải ship lại. Tại vì con nói là không đúng màu rồi cứ khui ra làm chi? Dạ. Để lấy ra rồi khui xếp vô lại nó cũng khó khăn. Shop nói là phụ 20.000 tiền ship đó cô ơi. Phải vừa cô lấy luôn chứ nói gì cái vụ tiền phụ tiền ship. Cái đơn này thì nói chung là khách đặt hàng nhưng mà ít khi nhận. Rồi tôi điện thị phạm cho mấy bạn nghe luôn nè. Alo. Alo. Dạ em giao hàng á chị ơi. Dạ. À, rồi. Dạ nhà mình đâu rồi chị? À, Hương Nguyễn ở anh dạ em đứng đâu? 150 là chỉ được xem hàng và ướm thử lên người chứ không có được mặc vô nha. Mà cái đó là cái gì? Quần áo. Thì chạy vô đi rồi không cô coi ví dụ như cho được hàng thì lấy cái giờ sao? À, nhưng mà nói trước là cái đơn này không có được mặc nha. Sao? Không có được mặc thử, chỉ được cầm lên ướm luôn người thôi chứ không có được mặc vô thử nha. Rồi rồi rồi. Rồi. 215.000 con. Đây con đọc cho cô coi nè. Đọc cho tôi nghe coi cái dụng gì. Áo ren màu hồng với màu nâu. Cái này chỉ cho xem, không cho thử, không lấy thì trả 30.000 tiền ship. Cô xé đi, xé tay lại ra. Ừ. Thì nó ghi trên đó, con chỉ đọc thôi. Tức là nếu mà không lấy thì trả 30.000 tiền ship. Xong chưa cô ơi? Kìa. Ủa mà nói không thử mà con xách cho chồng rồi cô thử rồi. Nãy con nói rõ ràng là không thử mà. Thí dụ nó về nó phạt con sao, nó không cho thử mà. Cô biết rồi mà cô vô thử thì... Dạ thà nó không mua con khỏi đi giao. Cái biểu kìa kìa phải cho người ta coi chứ coi chuyện mà căn nhà là mua một hai ngàn thì cho coi, nhưng mà nó không có cho thử. Cô vô phòng cô thử rồi nó phạt con sao? Tụi con đi giao hàng ăn lương mà chứ đâu phải con bán đâu. Nãy nó không thử cô rồi cô xách vô phòng cô thử 215.000 thì coi, thì con ngồi đây cô coi, cô xách vô phòng thử rồi nó phạt con sao? Vừa thì không lấy thôi.
Vậy tại cô con nói không thử cô rồi cô xách vô phòng. Trên đó có đúng không? Tao có đi đường đâu. Mẹ quay đâu dễ thì tao mới nhấn người ta. Còn quay khó tao đâu nhấn lần hai. Tên cửa hàng thời trang gì đó. Trang gì tiếng Anh đó con đâu biết đâu. Tên tiếng Anh hả? Dạ. Bởi thí dụ như dễ thì tao mua tiếp luôn, cũng dễ mẹ bà. Dạ. Giờ đa số đâu ai cho thử đâu con. Đâu có. Tao nói gì cái shipper tao đi tiếp chỗ rồi không lẽ tụi người ta mang về thí dụ đi. Dạ không. Không thử là không lấy tụi con đem về à, đâu có đi đâu tội nghiệp. Dạ thử tốn thời gian nữa mới tội nghiệp á. Giao đơn hàng có 4.000, con thử hết 10 phút rồi, một ngày tụi con đâu giao được nhiêu đâu. Ủa đâu? Có màu đỏ không rồi đâu có chịu, màu đỏ với màu đỏ. Rồi vậy là không đúng màu hay sao? Không đúng màu. Rồi không đúng màu rồi để đó con gọi luôn cô khỏi lấy ra. Lát con phải xếp lại. Không có nhưng mà đâu trong cái sổ này á. Hả? Mà giờ nếu giờ màu đó cô lấy không? Cô đâu có biết cái mẫu nó ra sao đâu mà bây giờ con hỏi. Bây giờ thí dụ mà cái màu này cô lấy không? Nếu cô không lấy thì con cô khỏi lấy ra. Lấy ra lát phải xếp vô nữa. Tại vì cô nói là không đúng màu rồi cô cứ ra làm chi? Dạ. Để lấy ra rồi khui xếp vô lại nó cũng khó khăn. Dạ 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 không vừa xếp lên con. Cài đặt bài hát đặt điểm chờ bấm một công áp dụng cho thuê bao di động Viettel cước phí. Alo. Dạ. Dạ shop ơi em đang giao cái đơn hàng ở Tiền Giang đó shop. Khách nói không đúng màu, khách không nhận shop ơi. Bà đặt màu gì? Dạ. Dạ dạ có chị nói chuyện với khách mà em nha. Dạ dạ. Alo. Nói nghe nè. Cái bông là 60 kg. Cái hàng shop là nó thấy cô rõ ràng. Hai cái áo quá nhỏ là điều thứ nhất. Điều thứ gì là cái màu bò với cái màu đỏ đô thì đúng được cái rồi ha, tự nhiên đứa thay màu đỏ mặc đi đâu. Nhưng mà nó cũng không vừa, hiểu không? Chỉ là dòm thôi, chứ không có thật thôi. Đúng. Nhưng mà cô coi cái con là trên cổ áo á. Không có coi nhưng mà cô chỉ là mở ra nhìn thôi là thấy cô nhỏ quá rồi. Không có coi trên cổ áo. À nhưng mà thí dụ như giờ cô có coi cũng không có lấy được, tự nhiên lấy hai màu như vậy rồi thì sao mà. Thì bây giờ con hỏi là cô coi giúp con và coi coi giúp giùm con phải không? À coi giúp giùm phải không? Đâu bị lại mình nhìn coi nhỏ. Không. Coi dùm coi mày lấy cái màu gì xây mấy ta. Coi dùm nó ngay chỗ bao áo gì nè. Nhỏ quá đâu mặc được. 2XL. Size này là 2XL đó sếp ơi. Ôi 2XL mà mặc không vừa là do cơ thể của cô đó đó. Dạ dạ. Chứ thay. Chứ bây giờ nói cô không nhận được thì thôi phụ phí ship 20.000 đi không thì nếu mà khó khăn quá thì hoàn về cũng không sao đâu. Dạ shop nói là phụ 20.000 tiền ship đó cô ơi. Trời ơi, phải vừa cô lấy luôn chứ nói gì, cái vụ tiền phụ tiền ship. À là khách không vừa nên không nhỏ trả tiền. Ừ, bị gì nhỏ quá. Chứ không phải không, vậy á. Nói mấy khách á là vừa đúng sai rồi nhưng mà do cơ thể của khách đó. Nhưng mà không có hai màu là chặt luôn, bên cạnh chặt rồi đó. Dạ.
Dạ sếp ơi, khách không trả tiền sếp. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Dạ. Cái giờ lấy đó là giờ cô nói sao cái này ở nếu... trong cái ruột nó không biết nó màu xám hay màu trắng rồi nếu mà màu nào thì cô lấy trắng lấy màu trắng xám là xách lên ăn nắng không được màu trắng thì lấy đúng không đúng rồi màu xám là không lấy đúng không không lấy rồi đó, cái ý cô nói gì biết không phải cho coi hàng trong đó chứ rủ ra cam nó đem cô lùi trước cái mặt nó bị nắng lên nắng ăn mà cô phải lội đó thôi nữa nè rồi đó chiếc xám xám là đúng rồi nhưng mà phải ở trong đó là trắng mới lấy được này cũng dễ nè mà không biết làm sao coi trong này nè cái hộp thì nó quảng cáo lên y dày rồi sao sáu họ sáu tiếp rồi đúng không đúng rồi tổng này tiếp tử rồi đó đúng rồi. Rồi làm sao ta cái này mỹ phẩm đâu có được khui ra đâu không bởi vì rồi cho tắm nó sáng vậy là cô không lấy được nè bởi vì tụi nó bị rồi nó nói nhớ là chị lấy trong trắng đó là chị mới lấy nó sáng mà chị đừng nên lấy nó trong nắng ăn rồi sao ta hay là mình điện về hỏi ship được hỏi ảnh được không ship được không là bây giờ điện nói là nếu mà nó là màu trắng thì cô lấy đúng không đúng rồi lấy dao vậy lấy vậy rồi để điện điện đi nhẹ cũng hay nè bây giờ thấy mấy lần rồi bị gì người ta có ấy rồi nhưng mà ở tao đi rồi thấy có một ông tao nói nhau riêng đi công chuyện mình ra tao bữa hổm cô điện thoại là hỏi luôn điện không mở máy tao nói tờ ơi chết rồi cô liều nhưng tao im luôn rồi con lấy dao cắt cho ngay hàng thắng nói người ta điện thoại lại cho ai điện lại cái shop mà nó họ nói hỏi gì chỉ chị nè à. Cái tao nói để thằng hỏi tôi có ruột làm sao cái điện không được mới tức thì đó mà điện không được đặt mà con không biết ở trong nó màu gì hả đâu có biết cái shop của nó là dao màu gì còn người khác người ta bị rồi bật lên thôi chị nhớ bật lửa gì vậy em coi có dính miếng mũ không có miếng mũ này có miếng mũ phải đọc là cái dao nè đọc. Đâu đâu có miếng mũ nào đâu có trong ngoài phải có miếng mũ chứ không khi nào để trơn câu dính miếng mũ ấy miếng mũ được được rồi nè dặn tài chút xíu tài thôi được rồi đừng nặng quá nó ra cái hết luôn rồi vậy tắm nha đó. Rồi bỏ vô đi. Nãy nó trăm mấy vậy? 198. Nó ghi lại nè. Biết. Màu xanh lá size 3XL. Cô có kiểm không để con điện cho shop hỏi luôn. Kiểm chứ. Rồi rồi. Dạ, cái này là nó ghi là cho xem hàng. Nếu mà khách không nhận thì thu 30.000 tiền ship. Vậy khỏi coi luôn ha. Dạ. Vậy là giờ cô khỏi coi luôn ha, con điện báo shop. Rồi vậy đi. Dạ. Không giờ cục hàng thì nói màu xanh lá. Rồi giờ khỏi coi. Coi thì phải đưa 30.000 tiền ship. Trời đất ơi mua hàng cũng đi. Thôi thôi vậy cô nói luôn vậy đi. Alo. Alo, dạ em đang giao cái đơn hàng của khách Hương Nguyễn ở chợ gạo Tiền Giang đó sếp ơi. Em nói là cô đơn này được kiểm hàng, nếu mà không lấy thì thu 30.000 tiền ship và cô nói là khỏi coi luôn, khỏi đem về đi. Chào kêu hoàng về em. Dạ dạ. Dạ của Hương Nguyễn. Hai mặt dây vàng 1.160.000 chị ơi. Hai mặt dây vàng. Ủa hai mặt dây vàng là gì? Đâu có đặt dây vàng. Coi chừng đồng hồ á chứ không phải dây mà không có đặt vàng. Rồi, đợi em xíu để em điện cho shop cái. Ừ. Vàng. Tại vì ở trên đây nó ghi là hai mặt dây vàng. Tám năm trăm rưỡi triệu mốt
mốt mấy chục là đồng hồ. Alo. Alo, à, em đang giao cái đơn hàng hai mặt dây vàng gì đó, khách nói không có đặt dây vàng gì shop ơi. Anh ơi, em gọi cho khách, anh bảo là giao đồng hồ nhé. À, giao đồng hồ đúng không ạ? Rồi cái đơn này có được kiểm không ạ? Được kiểm hàng chứ. Rồi có vấn đề gì em báo với shop ha. Vâng. Cũng hơi nữa gì về tới nhưng quốc cô nhà cũng nó phải có một tiền nhà mới là nó phải nè Lan, Lan ơi vô coi nãy nhà lấy này không đúng không? Cần là cũng đúng hả? Đúng không? Mẹ không? Năm trăm mấy á. Cái kia cũng y chang vậy luôn á. Hay là nó tên ăn cỡ như sao ta? Đây. Cái đi, cái không đi. Sao cái này không đi? Đồng hồ mới thì rút cái chốt ra nó mới đi vậy. Bên đây mình không cái đó không có được giật tới rồi. Ấy là muốn cho nó đi thì phải giật cái chốt nó mới đi. Ờ, nhưng mà cái này mình không có giật luôn mà vẫn đi nè nha. Thế rồi nó đã thì không có được cái gì phải đặt cái kia. Rồi mà giờ đâu mình rút thử cái chốt đó coi, cái này không có rút nè. Người ta đi tự nhiên nè, chốt rút đâu. Để chứ mới đi chứ thì sao không để chứ. Rồi tới con cá rồi. Nói cái tổng này cũng không giống nè. Còn lại là không đặt ra với ông nội thấy cái nút này không. Ông nội đặt cái này đâu. Ủa sao kỳ ta, thì cái này đi ngon ha, mới dở ra thấy đi nè, còn cái cái kia. Không đi. Không đi, cái gì có gì được rồi, rồi khác. Sao cưng? Sao nó không đi cưng? Cái này thì ra rồi kéo ra ngon nè, mà cái này thì vậy sao? Nghe cho em mượn. Nè đâu cưng coi coi. Tự nhiên mà. Cái này là rút ra người ta đương đi tự nhiên nè. Mà cũng phải chứng giờ rồi. Ủa 4 giờ là đi chưa? À, cái này để ngoài tiền nhiêu vậy? 1.160.000. À, có để ship gì tổng hơn miễn ship đó nha. Đúng rồi miễn ship. Chút xíu nữa đi 5 phút nữa cũng vậy thì tới rồi phải không đặt cái kỳ hiệu này không biết đâu ông kia. Bởi thành ra cũng hỏi cô cũng không biết cô cái gì cô đâu có đặt cái này. Mà để ông về tới. Điên lên. Chưa đi đúng rồi, chưa lấy giờ rồi.
Alo. Dạ em shipper giao hàng ở Chợ Gạo Tiền Giang đó shop ơi. Dạ. Đang giao cái đơn hàng của Hương Nguyễn, hai cái đồng hồ, hai dây mặt dây vàng gì đó chị. Vâng. À, chị đây. Đang gặp vấn đề á mà em gọi cho chị bằng cái số này khác mạng á, chị có thể gọi lại giùm em số này được không ạ? Ok ok. Dạ dạ dạ. Alo. À, cách đây 15 phút em có điện em báo á, thì khách nói là không có đặt hàng, rồi nói đồng hồ thì khách ok, khui ra kiểm. Rồi khách nói là đợi 15 phút đi người nhà về coi đồng ý thì lấy. Rồi bây giờ 15 phút sau thì khách nói là hôm hổm đã nhận hai cái rồi, bây giờ không nhận nữa. Tiền sư cái thằng điên đấy. Thế có nghĩa là lúc mở ra xem hàng là nó cũng đã xem hàng rồi đúng không? Dạ, đang xem rồi chị. Rồi nói là đợi đợi người nhà về là coi đồng ý thì nhận. Rồi bây giờ nói là hổm nhận rồi gì nè. Em hàng cái đơn này về hộ em nhé. Dạ rồi, em hoàn về nhé. Trả về cô ơi. Trả đợi ổng về tới coi tiền xong mình tới đây rồi để coi ổng có đặt người lấy. Sử dụng cho không lấy con cũng đâu có được gì đâu. Đứng đợi tốn thời gian con đi giao mấy đơn khác kiếm tiền cơ. Đứng đợi nãy giờ 15 phút rồi, 15 phút đó nãy giờ con giao được 15 đơn rồi. Cay dữ lắm luôn mấy bạn. Không phải là một lần, hai lần đâu. Nhiều lần lắm rồi. Rồi làm dịch vụ nên mình nhịn thôi. Chứ cỡ mà kiểu này ở nhà tôi chứ. Má nó cay.